Hello, chào mừng anh em quay trở lại với 8 điện máy. Và bản tin đầu tiên của tháng 10, chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về những chiếc TV 8K mới. Không biết là các nhà sản xuất họ tính toán như thế nào, hay là họ muốn phô diễn sức mạnh công nghệ của mình. Những chiếc TV 8K ra mắt ở thời điểm này á, chắc chắn giá sẽ rất cao, mà cũng không có những nội dung 8K để xem luôn. Vậy thì sao? LG. Vâng, lại là LG mở màn cho 8 điện máy ngày hôm nay với một kỷ lục mới được thiết lập. Đó chính là chiếc TV 8K OLED có màn hình lớn nhất được phân phối tại Việt Nam. Và kỷ lục này đã gọi tên chiếc TV 88ZX với kích thước màn hình là 88 inch. Với màn hình lớn, độ phân giải 8K kết hợp với các tính năng đỉnh cao chuyên biệt như là Dolby Vision IQ và Atmos, tương thích với Nvidia, Gsync hay là OLED Motion Pro LG. OLED 8K giúp người dùng trải nghiệm điện ảnh, game và thể thao hoàn hảo. TV 8K của LG nói chung cũng là những dòng TV đầu tiên được cấp chứng nhận TV chuẩn 8K theo tiêu chuẩn ngành quốc tế do Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng Mỹ CTA công nhận. Thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp TV, dòng TV OLED 8K giúp LG tiếp tục khẳng định vị thế nhà sản xuất tiên phong phát triển công nghệ TV. Tiếp tục vẫn là câu chuyện liên quan đến TV 8K, nhưng lần này là của nhà Xiaomi, cũng sang xịn mịn không kém cạnh nhà LG. Họ vừa ra mắt một chiếc TV 8K với kích thước cũng khá khủng, 82 inch. Và đây là chiếc TV đầu tiên của Xiaomi sử dụng tấm nền LED 8K và có tích hợp luôn modem kết nối 5G. Xịn. Bên cạnh đó, mẫu này có tới 4 micro hỗ trợ người dùng tương tác với trợ lý ảo CLAI 3.0 của Xiaomi. Đặc biệt, theo nhà sản xuất, thiết bị tương thích tốt với các thế hệ máy chơi game tiếp theo như là PlayStation 5, Microsoft Xbox Series X chơi game trên độ phân giải 8K. Và bên trong mới còn tích hợp thêm một cái modem 5G cho phép phát và truyền những nội dung chất lượng cao trực tiếp qua sóng di động. Và giá bán của con TV này á đang là 49.999 nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng 172,5 triệu tiền Việt Nam. Tiếp tục lại là một thông tin về Mi, nhưng không phải là Xiaomi mà là Realme. Họ vừa ra mắt một Smart TV 4K 55 inch sở hữu màn hình OLED. Đây là công nghệ mới và theo Realme chia sẻ, giá trị NTSC của nó tốt hơn cả đèn LED tiêu chuẩn. Và thậm chí công nghệ chấm lượng tử Quantum Dot LED hay là QLED của Samsung. Về cơ bản thì điều này sẽ cho phép Smart TV cung cấp nhiều màu sắc hơn để có trải nghiệm hình ảnh sống động hơn. OLED sử dụng đèn nền RGB sau đó chuyển sang màu trắng. Điều này không chỉ làm giảm tác hại của ánh sáng xanh mà còn mang lại độ tinh khiết màu cao hơn. Hơn nữa, Realme tin rằng việc sử dụng đèn nền RGB sẽ mang lại sự phân bố màu sắc cân bằng hơn giữa màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam với mật độ màu tương tự. Realme cũng chưa có chia sẻ thêm những cái thông số kỹ thuật khác của chiếc TV này cũng như là thời điểm bán và giá. Trở lại với nhà LG, họ vừa ra mắt dòng máy giặt LG AI DD sở hữu công nghệ trí thông minh nhân tạo AI đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là sản phẩm giành giải thưởng sáng tạo CES 2020. Chiếc máy giặt cửa trước LG AI DD sở hữu động cơ dẫn động trực tiếp tích hợp cùng công nghệ AI mang đến hiệu quả giặt chính xác và tối ưu, xóa bỏ các thao tác giặt giũ mang tính ước chừng, phỏng đoán. Bên cạnh đó, sản phẩm được áp dụng công nghệ Deep Learning, máy giặt sẽ kết nối và đối chiếu với hơn 20.000 dữ liệu về thói quen sử dụng máy giặt để thiết lập cài đặt tối ưu. Cùng với các tính năng hiện đại khác như là ThinQ kết nối với Wi-Fi nè, hay là giặt bằng hơi nước. Và giá bán của dòng máy giặt LG AIDD này tại thị trường Việt Nam á đang dao động từ 14,49 triệu đến 26,49 triệu tùy theo phiên bản. Và đó là những thông tin của 8 điện máy tuần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn anh em lại tuần sau. Còn bây giờ thì tôi đi chơi trung thu đây. Bye bye.